kết thúc 8 năm hôn nhân với nữ đại gia đan trường lão quý tử tài năng giống bố tiết lộ rào cản lớn nhất với con trai hậu ly hôn đan trường thừa nhận trên trang cá nhân về việc gặp rào cản lớn với con trai 6 tuổi ma thích thiên từ cuộc hôn nhân 8 năm của đan trường và vợ cũ đại gia thủy tiên hái trái ngọt là cậu quý tử ma thích thiên từ mặc dù không thể cho con trai một gia đình trọn vẹn nhưng đan trường và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng nhau nuôi dạy quý tử. Nhờ được giáo dục trong môi trường chỉnh chu, nên dù mới ở độ tuổi lên 6, nhóc tì đã sớm bộc lộ nhiều tài năng nổi bọt. Ma Thích Thiên Từ là một trong những nhóc tì nổi tiếng của showbiz Việt, nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Con trai đang trường, không chỉ điển trai, hưởng gây nghệ thuật giống bố, mà cậu bé còn rất thông minh, lanh lợi, khi có thể nói được bốn thứ tiếng anh, Việt, Hoa, Tây Ban Nha. Mặc dù giữa Đan Trường và con trai có sự liên kết mạnh mẽ về âm nhạc, Ma Thích Thiên Từ từ bé đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cậu bé cũng nhiều lần khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì có những màn kết hợp với bố ca sĩ nổi tiếng vô cùng ấn tượng. Thậm chí khi thấy được con trai nhận được sự yêu mến từ khán giả, Đan Trường còn từng ganh tị với quý tử. Thiên Từ bây giờ như ngôi sao được khán giả yêu thích quan tâm hơn cả tôi tuy nhiên ít ai biết về mối quan hệ giữa nam ca sĩ và con trai đã được đan trường tiết lộ mới đây trên trang cá nhân theo đó nam ca sĩ đã thừa nhận gặp rào cản với con trai ma thích thiên Tư. rào cản lớn nhất của đan trường với con trai là ngôn ngữ lúc nào gọi qua mỹ cũng toàn là con khỏe không ăn cơm chưa con đang làm gì vậy thôi đó tiếng anh thì giới hạn vậy mà mình phải dạy học cho thiên từ cả nhà ạ. À. Sau khi bố mẹ đường anh ấy đi, thiên từ sống với mẹ bên Mỹ, còn đang trường ở Việt Nam. Cũng có lẽ vì thế mà cậu bé giỏi ngôn ngữ hơn tiếng mẹ đẻ. Đó cũng là lý do khiến đàn trường và con trai gặp chút khó khăn trong việc giao tiếp. Dẫu vậy thì nam ca sĩ vẫn cố gắng để không tạo khoảng cách với con cùng vợ cũ, giáo dục quý tử chu toàn. Trên thực tế, trường hợp trẻ nhỏ giỏi ngoại ngữ hơn tiếng mẹ đẻ không hiếm gặp điều này tác động bởi nhiều yếu tố kể đến như môi trường sống và tiềm năng bên trong trẻ quan trọng hơn hết là phương pháp nuôi dạy của bố mẹ có một sự thật không thể phủ nhận đó là kỹ năng ngoại ngữ càng tốt thì sẽ càng mang lại nhiều lợi thế cho trẻ trong tương lai